Ngày 21 tháng 5, Công an huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể anh Hát, 38 tuổi, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga bên lề đường. Sau hơn 2 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã xác định Hoàng Ngọc Nhân, 38 tuổi, trú thị trấn Ê Bốc, huyện Cư Mờ Ga là nghi phạm gây nên vụ việc. Sau khi được lực lượng chức năng vận động, khoảng 10 giờ 15 phút cùng ngày, Nhân đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Theo lời khai, khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 5, phát hiện vợ mình có quan hệ tình cảm với anh Hát, nên Nhân tức giận mang theo một khẩu súng tự chế, đi tìm tình địch để nói chuyện. Khi đi đến đoạn đường thôn 8, thấy anh Hát đang dừng xe bên đường, nên Nhân đã dùng súng tự chế bắn một phát vào người nạn nhân. Ngày 21 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết đang tích cực điều trị cho một trường hợp bé gái hơn 2 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương cẳng tay trái và tay phải, gãy xương đùi cả hai chân, chấn thương sọ não. Do bị hôn mê nên bệnh nhi phải tiếp máu. Ban đầu thở qua nội khí quản nhưng sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch. Nhận thấy dấu hiệu cháu bé bị bạo hành, công an đã vào cuộc để xác minh. Mẹ cháu bé là chị A, 22 tuổi, thường trú phường 3, thành phố Đà Lạt. Nhưng hiện hai mẹ con sống chung với bạn trai của chị A trong nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt. Bước đầu xác định nghi phạm bạo hành bé gái là Trần Hoài Thương, 33 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt, bạn trai chị A. Đồng thời cơ quan công an bắt giữ Thương để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 21 tháng 5, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Công Minh, sinh năm 1991, ngụ xã Phú Bình, Tân Phú và Võ Gia Quyến, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo lời khai, sau khi cả hai thống nhất kịch bản, Quyến dùng điện thoại đóng giả kẻ bắt cóc, gọi điện tống tiền bà T là mẹ của Minh. Từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, Minh và Quyến đã 3 lần phối hợp gọi điện đe dọa đòi bà T phải chuyển trả 230 triệu đồng và tắt máy. Để gây áp lực bà T phải chuyển tiền nhanh, cả hai còn diễn màn kịch Minh kêu la thảm thiết, dùng tay tự tát vào mặt, la ó bị nhốt ở trong chuồng gà, không có chiếu nằm. Bà T đã chuyển 5 triệu đồng vào tài khoản của Quyến và trình báo công an. Trưa ngày 20 tháng 5, trong lúc cả Minh và Quyến đang bàn bạc tiếp tục đe dọa bà T để chiếm đoạt tiền thì bị công an bắt giữ. Chiều ngày 21 tháng 5, báo cáo lâm sàng tại Hội nghị Khoa học Thường niên Liên chi hội Gia Liễu TP.HCM lần thứ 19, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Thơ, phó trưởng khoa lâm sàng 3 Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM cho biết vừa phát hiện hai trường hợp giang mai ác tính hiếm gặp. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 19 tuổi, ngụ tại Đồng Tháp, thăm khám tại Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM trong tình trạng trên da xuất hiện nhiều vết loét chảy dịch mủ ở miệng, cằm, kèm sưng các khớp, điều trị kháng sinh, kháng viêm và giảm đau không đỡ. Mảng loét cũ đóng mài đen, xuất hiện nhiều vết loét. Tiền sử bệnh nhân từng quan hệ đồng giới và có nhiều hơn hai bạn tình. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm HIV cách đây 5 năm và đang điều trị thuốc ARV. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam 27 tuổi, tiền sử nhiễm HIV và có quan hệ tình dục đồng giới, đến khám với tình trạng loét da cạnh hậu môn 1 tháng. Khám da toàn thân ghi nhận nhiều vết loét sâu, rỉ dịch có mùi hôi, không đau, vị trí ở trước tai, bụng, cạnh hậu môn, vài vết loét khô, bề mặt phủ mài dày, màu nâu đen. Ngày 21 tháng 5, đội bảo vệ Bệnh viện Trung ương Huế cùng các bên liên quan đã lập biên bản và trao trả 835.000 đồng và 600 euro cho vợ chồng bà Martin Reville và ông Jean Reville, quốc tịch Pháp. Số tài sản này do ông Ngô Việt Dũng, phó trưởng phòng công tác xã hội chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Trung ương Huế và hiện cũng là bệnh nhân của bệnh viện này nhặt được. Ông bà Martin Reville và Jean Reville đã rất xúc động, gửi lời cảm ơn đến ông Ngô Việt Dũng cũng như đội bảo vệ của Bệnh viện Trung ương Huế. Bà Martin Reville kể, lúc đó bà đau bụng nên đã để quên chiếc ví ở hàng ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu. Sau khi được các bác sĩ siêu âm và chăm sóc, bà cùng chồng trở về khách sạn nghỉ ngơi và mãi đến sáng ngày 21 tháng 5 mới phát hiện mình đánh rơi ví tiền. Ngày 21 tháng 5, Công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng Lê Toàn, sinh năm 1996, trú tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là phóng viên đã được cấp thẻ nhà báo của một tạp chí điện tử, và Trần Thị Nhung, sinh năm 1988, trú phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới về tội cưỡng đoạt tài sản.
Theo đó, sau một số lần trực tiếp gặp gỡ, đe dọa, ngày 19 tháng 5, Lê Toàn đã điện thoại và yêu cầu anh Hát, chủ một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch, phải vào thành phố Đồng Hới đưa tiền cho Toàn, nếu không sẽ viết bài đăng báo. Do sổ hoạt động kinh doanh của gia đình bị đình chỉ nên anh Hát đã trực tiếp vào gặp và đưa cho Lê Toàn 30 triệu đồng tại một nhà hàng ở thành phố Đồng Hới. Lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố Đồng Hới triệu tập đấu tranh đối với Lê Toàn và Trần Thị Nhung về hành vi cưỡng đoạt tài sản của anh Hát với số tiền 30 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại địa bàn xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang. Đồng thời, cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang cũng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thị Vĩnh, 58 tuổi và Nguyễn Thị Hường, 37 tuổi, cùng trú tại tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Qua điều tra, hai người phụ nữ trên đã nhiều lần cùng một số công dân ở tổ dân phố Yên Ninh đến cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, trụ sở tiếp dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và trụ sở công an tỉnh Bắc Giang có lời nói, hành động gây mất an ninh trật tự, thậm chí còn chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại trụ sở các cơ quan trên. Vĩnh và Hương từng bị công an phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở trụ sở cơ quan, nhưng cả hai không nhận quyết định xử phạt, dù được đôn đốc nhiều lần nhưng không chấp hành, không hợp tác làm việc và không ký biên bản.